chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, tôi và với đồng nghiệp của tôi đã có những cái bước trải nghiệm rất là tuyệt vời trên một cái cầu tre tranh vinh như thế này, bắc qua dòng suối Tà Má của làng Hà Ri thuộc xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh. Và tôi nghĩ là đây là một cái địa điểm rất là thú vị. Chính vì thế mà trong chương trình Ai Về Bình Định ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức vẻ đẹp của dòng suối Tà Má, đúng không? Với những cái tàng cây cổ thụ, với những bông hoa rất là xinh đẹp tuyệt vời ạ. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn là người yêu thích thiên nhiên hoang dã, hoang sơ và muốn có những cái trải nghiệm khám phá cái khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời của huyện Vĩnh Thạnh thì đây chính là một cái địa điểm rất lý tưởng dành cho quý vị và các bạn để mà tham quan trải nghiệm. Và chúng tôi cũng xin bật mí thêm là cái việc mà đến cái suối Tà Má của xã Vĩnh Hiệp này thì rất là thuận tiện, bởi vì từ trung tâm của huyện Vĩnh Thạnh, quý vị và các bạn chỉ cần đi khoảng 7 km nữa là đến làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh. Và chúng ta đi bộ dọc theo cái đường bê tông thì con suối nó chảy dọc theo cái đường bê tông này, và chúng ta dễ dàng nhận thấy là có rất là nhiều hoa, cái gọi là hoa trang nước theo cái tiếng gọi của người Kinh, và theo cái tiếng gọi của đồng bào Ba Na thì còn gọi là hoa thô. Vâng, không để quý vị và các bạn chờ lâu, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá vẻ đẹp của suối Tà Má. Vâng, thưa quý vị và các bạn, suối Tà Má không chỉ có những cái hoa trang nước rất là đẹp, rất là rực rỡ, mà suối Tà Má có một cái điểm rất đặc biệt là đó là nó có nhiều cái tảng đá bằng phẳng hai bên bờ suối cũng như là trong lòng suối. Cho nên chính vì vậy mà khi quý vị và các bạn đến với cái con suối này, chúng ta ngồi trên những cái tảng đá này ngắm nhìn hoa trang rồi thả hồn mình trong cái khung cảnh thiên nhiên thơ mộng như thế này thì thật là tuyệt. Và để giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về cái loài hoa này thì chúng tôi có cuộc giao lưu với các chị em đồng bào dân tộc thiểu số sống tại làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp. Và ngồi bên cạnh tôi lúc này chính là chị Đoàn Thị Mỹ Kiên, là đồng bào Chăm đang sống tại làng Hà Ri. Chị Kiên có thể cho biết là cái loài hoa này thì đối với đồng bào mình gọi tên là hoa gì ạ? Dạ, như theo em biết từ xa xưa thì các cụ già nói bông này là bông súa. Bông súa nó có nghĩa là gì không? Chị có hiểu được không? Dạ, cũng chưa nghe các cụ già trước đây nói là
bông này có ý nghĩa như thế nào, cứ nghe gọi là bông súa về thôi. Và bông súa này nó có cái điểm đặc biệt là nó sẽ nở nhiều nhất vào mùa nào? Từ tháng Giêng đến tầm cỡ cuối tháng 3 này. Âm lịch. Mà có phải năm nào nó cũng nở rộ không ạ? Dạ thì như theo em biết thì hàng năm vẫn nở hoa, nhưng mà kiểu là lai rai á, 2-3 bụi, nhưng mà năm nay ra rộ, ra nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nói chuyện tiếp với cô bạn rất là xinh đẹp tên là Đinh Thị Ngúa ở làng Hà Ri của xã Vĩnh Hiệp. Vâng, bạn Đinh Thị Ngúa này hãy kể một chút về cái dòng suối Tà Má này, nó gồm những cái nhánh chia như thế nào và cái loài hoa nó có cái sắc diện thay đổi màu ra sao từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Suối Tà Má có hai nhánh rễ, rồi nhánh rễ bên này là suối Tà Hùm, rồi nhánh rễ bên này là suối Tà Má. Chúng ta đang ngồi đây là thuộc suối gì ạ? Là suối Tà Má. Là suối Tà Má, nhưng một đoạn như này thì bông nó ra ít, mà từ bên kia thì bông nó ra màu vàng rộ. Nghe nói là ở phần hạ nguồn đây thì bông màu cam nhạt hơn chút, còn bắt đầu càng đi lên thì bông càng rực hay sao ạ? Là ở dưới này là vàng nhạt hơn chút, bên kia là vàng cam đậm hơn, đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng hỏi chuyện một cô bạn cũng rất là xinh đẹp, đó là bạn Nguyễn Gương, người nói là đã nhiều lần đến với suối Tà Má rồi nhưng mà vẫn không chưa thỏa cái lòng, cho nên là vẫn trở lại. Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta gặp cô ấy ở đây. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Gương, hãy giới thiệu một chút về cái sự thú vị của dòng suối này mà bạn phải trở đi trở lại rất là nhiều lần. Cái dòng suối này thì mình đã đi bữa ngày 8 tháng 3 rồi, nhưng mà đi ở trên đầu nguồn kia, trên đấy bông rất là đẹp và cảnh ở đấy cũng rất là đẹp. Nhưng mà bữa đấy thì đi là không có chụp hình được hết cái cảnh suối nên hôm nay mình sẽ đi lại để chụp hình, lấy lại đi. Cái cảnh thiên nhiên này cho bao nhiêu năm nó mới có một lần, chứ không phải là năm nào nó cũng nở rộ như thế này. Hoa ở đây thì khác gì hoa với trên kia? Hoa ở đây thì có màu vàng nhạt hơn, nhưng trên kia thì có màu vàng đỏ, rất là đẹp. Nó cảnh ở trên đấy thì nói chung là cảnh đấy rất là đẹp. Vâng, cảm ơn bạn Nguyễn Dương rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có cảm giác hôm nay là một ngày hội của hoa súa, ngày hội của bông trang nước, bởi vì rất là đông mọi người, rất là đông gia đình và những người thân họ đến đây để ngắm sắc hoa rực rỡ và ngắm cái không khí. Tôi nghĩ rất là tuyệt vời và tôi nghĩ tôi sẽ còn trở lại nơi này trong những lần tiếp theo nữa đấy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với vẻ đẹp kỳ thú như vậy của suối Tà Má, hứa hẹn sau này sẽ trở thành một cái điểm thu hút khách du lịch và tạo nên một cái tiềm năng để mà phát triển kinh tế cho địa phương. Để tìm hiểu cụ thể hơn về cái định hướng phát triển du lịch của suối Tà Má, xã Vinh Hiệp, huyện Vinh Thạnh thì chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vinh Hiệp. Xin chào anh Quang, xin anh cho biết về cái vẻ đẹp của suối Tà Má, tại sao bây giờ là chúng ta mới phát hiện nó? Thì năm nay thì riêng là một năm cũng đặc biệt là cái ho bông trang nước này thì lại nở nhiều hơn mỗi năm. Và cũng nhờ cái việc mà du khách đến rồi một số anh em thì có chụp hình, đăng trên Facebook, rồi check in thế nọ thế kia, đăng trên YouTube. Như thế thì đã thu hút được nhiều người quan tâm. Và đặc biệt là trong năm nay thì cái lượng khách tăng lên rất là đột biến, rất là nhiều. Kể từ sau cái Tết Nguyên Đán năm 2021 này, đến để mà là tham quan ngắm cảnh cũng như là chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của thiên nhiên của suối Tà Má. Về cái tiềm năng du lịch mà người dân cũng như du khách đã phát hiện và đến như thế này thì địa phương rất là mừng. Tuy nhiên thì cũng rất là mong muốn là mọi người đến thì phải giữ gìn cái trật tự an ninh cũng như là giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cái cảnh quan hiện có mà thiên nhiên đã ban tặng. Đừng đỡ mà hái ho rồi gây ảnh hưởng tới cây cũng như cảnh vật xung quanh, để mà ảnh hưởng tới cái môi trường của khu du lịch. Thưa quý vị và các bạn, sau một buổi khám phá cái cảnh đẹp của suối Tà Má thì tôi và Thu Thủy và chắc là quý vị và các bạn cũng thấy là cái khung cảnh thiên nhiên ở đây rất là tuyệt vời. Đặc biệt là chúng ta rất ấn tượng với hoa trang nước, hay gọi theo cái tiếng gọi của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây gọi là hoa súa. Thì cái mùa này thì hoa súa nở rất là đẹp và cái dòng suối nước chảy trong veo. Đặc biệt là lòng suối cạn cũng như là hai bên bờ suối có những cái tảng đá rất là bằng phẳng, rất là lý tưởng trong cái chuyến du lịch dã ngoại ở nơi đây. Tôi đã từng đi nhiều suối nhưng mà Tà Má đã để lại cho tôi rất là nhiều những ấn tượng rung động. Và bởi vì thế mà tôi cũng rất là hy vọng rằng quý vị và các bạn khi bạn đã đến đây rồi thì hãy nhớ một điều mà tôi rất là muốn chia sẻ. Đó là bạn hãy nhớ giữ vệ sinh. Ăn uống thì chúng ta có thể là gom rác và mang về nhà, chứ chúng ta hãy giữ gìn dòng suối thật là sạch đẹp để những người đi sau bạn sẽ có cơ hội khám phá chiêm ngưỡng được suối Tà Má rất là xinh đẹp, đúng không anh? Đến đây thì chương trình xin được nói lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.